Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn, đó là thịt ba chỉ rang xả ớt lá chanh nhé. Thơm ngon và món này rất là đưa cơm khi thời tiết se lạnh như thế này ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đây ạ. Bây giờ mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Mình cho ra đĩa các bạn nhé. Rất là thơm và ngon món ăn này. Thời tiết đang se lạnh thế này ạ. Mình ăn với cơm nóng làm cho món này ăn làm cho cơ thể của chúng ta ấm lên đấy ạ. Thì có xả, có ớt, lá chanh rất là thơm nhá. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Mình chuẩn bị thịt ba chỉ các bạn ạ. Đây ạ, miếng thịt ba chỉ ngon này nhé. Các bạn rửa sạch cho mình bằng muối đi nhé. Đây, đây là 500g thịt ba chỉ, 2 cây sả, 5 chiếc lá chanh, 4 củ hành thơm, 1 củ tỏi, 3 quả ớt, 1/2 quả chanh và gia vị thì trong nữa mình sẽ nói sau nhé. Trước tiên các bạn sẽ đem đi cái phần thịt ba chỉ này mình sẽ trần qua đi nhé để mình thái ạ. Các bạn cho mình cái nồi nước lên bếp ạ. Khoảng độ 700ml nước nhá. Một ít muối này và một ít rượu ấy các bạn ạ, để cho cái phần thịt này khi mình nấu lên ấy nó có mùi hôi, nếu mà con lợn nào nó hôi ấy nó sẽ bay đi nhá. Và mình sẽ mở vung mình luộc nó lên. Các bạn luộc cho mình khoảng 5 phút nhá. Miếng thịt này khoảng 5 phút. Cứ mở vung ra. Tỏi này và cái phần hành các bạn sẽ đập ra để mình chi thơm nhá. Hành các bạn sẽ thái ra cho mình. Xả các bạn sẽ thái sợi ra cho mình nhé. Đây các bạn sẽ đun cho mình sôi như thế này khoảng 5 phút nhé. Để cái phần hôi của thịt để nó có nó sẽ bay đi. Và khi mình mở vung như thế này thì hôi của thịt heo không còn nữa nhé. Đấy. Sau đó thì mình sẽ rửa lại cái phần thịt đi ạ. Lá chanh mình cũng thái ra nhé. Ớt mình đã bỏ cái phần hạt bên trong rồi các bạn. Khi đã được 5 phút các bạn tắt bếp đi và mình đi vớt rửa cái phần thịt này đi nhé. Đây các bạn, khi thịt mình đã rửa xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ thái ra nhé. Cái thịt này thì mình sẽ thái con chì ra các bạn ạ. Cắt làm đôi ra nha. Cái phần trên ấy bao giờ nó cũng nhiều mỡ ạ. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây cái phần thịt ạ. Để mình đảo vàng lên nhé. Mình
mình sẽ đảo để cho nó ra bớt cái mỡ và cái phần thịt nó sẽ vàng lên nhé. Các bạn cho mình vào đây nhé, một thìa cà phê này muối ạ, nước tương, các bạn cho mình một thìa canh nước tương nhé. Một thìa dầu hào, và nước mắm, các bạn cho mình vào đây một thìa canh nước mắm, một thìa bột ngọt nhé, và tiêu, các bạn cho mình vào đây 1/2 thìa cà phê tiêu. Và đường nữa các bạn ạ, các bạn cho mình thìa cà phê đường. Chanh, các bạn vắt cho mình 1/2 quả này cốt chanh nhé. Cho mình ít nước lọc nữa ạ, để mình hòa tan cái hỗn hợp này lên. Đây các bạn, khi cái phần thịt nó mình đã ra nhé, nó đã ra mỡ như thế này rồi. Cái phần mỡ thừa này các bạn sẽ chắt ra bớt cho mình đấy nhé. Thịt ba chỉ thì nó ra mỡ cho nên là mình để thì nó mình ăn ấy nó sẽ ngấy nhé, cho nên là mình có thể chắt ra để mình xào rau. Bây giờ các bạn sẽ cho mình cái phần tỏi và hành vào cái thơm đây. Đi vàng lên cho nó thơm nhé. Hành tỏi vàng lên đây các bạn. Các bạn cũng cho mình cái phần sả và ớt này nhé. Để mình vẫn đi lên. Cái lá chanh thì mình cho sau cùng để nó giữ độ thơm lâu. Rang cho cái phần này. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hỗn hợp cái phần nước này vào các bạn nhé. Thì rang lên. Thế các bạn, cái phần thịt mình rang như thế này nhé. Và mình sẽ cho vào đây cái phần lá chanh ạ. Các bạn lên nếm cho mình nhé, xem đã vừa chưa. Vừa thì mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức được ạ. Như vậy là ẩm thực miền quê mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món thịt rất là ngon và đưa cơm khi thời tiết se se lạnh như thế này. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình tắt bếp là mình cho ra đĩa nhé.